với doanh nhân du lịch hôm nay nằm trong loạt nội dung họ sống thế nào trong đại dịch do kinh tế Sài Gòn và Sài Gòn tức kỳ phối hợp thực hiện. Trước tiên, thay mặt những người làm chương trình, tôi xin được cảm ơn bà Bùi Kiều Mỹ, giám đốc kinh doanh khu nghỉ dưỡng cao cấp La Lian Liên Bang thuộc công ty cổ phần du lịch sinh thái Thanh Vân đã đăng ký tham gia là thành viên của chương trình sáng kiến điểm đến an toàn được tổ chức, phát động và điều phối bởi tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Đồng thời, tôi cũng xin cảm ơn quý bạn đọc đang theo dõi chương trình chat với nhân viên du lịch của chúng tôi ngày hôm nay. Ngay bây giờ, tôi xin phép được kết nối với bà Bùi Kiều Mỹ để bắt đầu buổi trò chuyện. Chào bà Kiều Mỹ. Thưa bà, dịch COVID-19 khiến hoạt động du lịch trong nước và quốc tế gần như bị tê liệt hoàn toàn. Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lưu trú, là một khu nghỉ dưỡng cao cấp, lâu nay La Lian Liên Vân Bay chủ yếu tập trung vào thị trường khách quốc tế vào Việt Nam, hoặc là dòng khách Việt Nam có mức chi tiêu cao. Thì không biết dịch bệnh COVID-19 khiến cho La Lian Liên Vân Bay đã gặp phải những khó khăn như thế nào, thưa bà? Lời đầu tiên, cho phép cá nhân tôi và khu nghỉ dưỡng La Lian Liên Vân Bay xin cảm ơn quý tạp chí Kinh tế Sài Gòn và Sài Gòn Tiếp Thị đã tổ chức phát động chương trình sáng kiến điểm đến an toàn và tạo điều kiện cũng như cơ hội giúp khu nghỉ dưỡng La Lian Liên Vân Bay được chia sẻ và trao đổi đến quý bạn đọc và quý khán thính giả theo dõi chương trình. Tôi xin phép được cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến quý bạn đọc và quý khán giả đang theo dõi chương trình chat với doanh nhân du lịch được tổ chức phát động và điều phối bởi tạp chí Kinh tế Sài Gòn hôm nay. Như quý vị đã biết, La Lian Liên Vân Bay, khu nghỉ dưỡng đã đi vào hoạt động từ những năm 2011, là khu nghỉ với vị thế phong thủy đặc biệt, lưng dựa vào dãy núi Hòn Hiều thoai thoải, mặt hướng vịnh biển Ninh Vân huyền hòa, được bao quanh bởi khu rừng xanh ngắt. Khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo lối kiến trúc tựa vào thiên nhiên hoang dã và mang phong cách nghỉ dưỡng hiện đại. 33 căn biệt thự với không gian rộng hòa mình vào thiên nhiên trong biển xanh cát trắng tạo nên vẻ đặc trưng ở nơi đây. Khách lưu trú tại La Lian Liên Vân Bay sẽ được đắm chìm trong không gian riêng tư và an toàn tuyệt đối với các dịch vụ theo yêu cầu riêng, như dịch vụ quản gia riêng cho từng biệt thự, phục vụ ẩm thực tại villa, ăn tối riêng tư dành cho cặp đôi và gia đình, tắm bồn thảo dược, thậm chí là trị liệu thư giãn tại villa, vân vân. Bên cạnh đó thì với việc đón đầu xu hướng sống khỏe, xanh và sạch, tại đây khách lưu trú còn được tận tay trồng và thu hoạch rau củ tại vườn rau hữu cơ trong khu nghỉ và thưởng thức ẩm thực đặc sắc được chế biến từ những nguồn nguyên liệu địa phương tươi mới mỗi ngày theo chứng nhận sức khỏe uy tín. Khu nghỉ dưỡng La Lian Liên Vân Bay vinh hạnh liên tục nằm trong top 1% các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, cung cấp các dịch vụ lưu trú và trải nghiệm hoàn hảo cho khách du lịch theo đánh giá và công nhận của TripAdvisor với danh hiệu Best of the Best từ Traveler Choice mỗi năm từ năm 2017. Khu nghỉ dưỡng La Lian Liên Vân Bay đã có nhiều hoạt động tiếp cận với thị trường nội địa. Đặc biệt, khu nghỉ là lựa chọn của nhóm khách có mức chi trả cao và lựa chọn dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp tại thị trường Việt Nam. Với lợi thế vị trí cách biệt hoàn toàn so với đất liền, các căn biệt thự có tính biệt lập cao và chất lượng dịch vụ đẳng cấp cùng những trải nghiệm sống khỏe, cân bằng độc đáo. La Lian Liên Vân Bay là địa điểm đi trốn không chỉ với nhóm khách hàng cao cấp mà là cần điểm đến để quay lại nhiều lần của nhóm khách hàng có mức chia cả trao tại thị trường Việt Nam. Vâng, như bà vừa chia sẻ thì Liên Vân Bay là một vị trí khá là thú vị để cho khách du lịch trong nước có mức chi tiêu cao và kể cả những khách inbound vào Việt Nam ghé qua lưu trú nghỉ dưỡng. Như vậy thì không biết rằng là do trong một thời gian qua thì tình hình hoạt động của mình như thế nào, thưa bà? Như quý vị đã biết, hơn 16 tháng qua, từ ngày đại dịch COVID khởi phát, các nhà quản lý khách sạn và khu nghỉ trên khắp thế giới và Việt Nam đã xoay sở các giải pháp ứng phó. Khu nghỉ dưỡng La Lian Liên Vân Bay đã có những thay đổi để giữ thương hiệu được sống trong sự tương tác với khách hàng và đối tác trên nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội. Chúng tôi đã rà soát vận hành nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh. Khu nghỉ dưỡng đã thực hiện việc cải tạo bãi biển chính, bãi biển thường xuyên ở các khu vực bảo trì thường xuyên các biệt thự, mở rộng khu vực vườn rau xanh trong lòng khu nghỉ, khu vực vườn ươm, nhà trồng nấm, nhà nuôi gà và cảnh quan cây xanh tại các biệt thự và khu vực công cộng trong khu nghỉ. Đồng thời, khu nghỉ dưỡng đã đưa ra nhiều gói sản phẩm phù hợp hơn với thị trường khách Việt Nam,
như chương trình Staycation là ưu đãi dành cho khách hàng địa phương, khu vực Khánh Hòa, Tây Nguyên và các tỉnh lân cận. Như chương trình Rebate Voucher là khách hàng được phép mua voucher nghỉ dưỡng trả trước và sử dụng voucher có hiệu lực đến 1-2 năm. Và thường xuyên khu nghỉ đưa ra gói nghỉ dưỡng trọn gói, bao gồm dịch vụ đón tiễn, ẩm thực, đồng thời các dịch vụ đặt tặng thêm dành cho các đặt phòng với voucher ẩm thực lên đến 2 triệu đồng và các hoạt động miễn phí tặng khách hàng như du ngoạn Vịnh Ninh Vân bằng thuyền gỗ, thả đèn hoa đăng thắp sáng những nguyện cầu, thưởng thức cocktail dưới ánh hoàng hôn hay thư giãn cùng liệu trình massage chân, massage đầu, vân vân và 18 hoạt động trải nghiệm miễn phí tại Lalia Ninh Vân Bay. Đặc biệt, Lalia Ninh Vân Bay sẽ sớm gửi đến khách hàng gói dịch vụ Wellness Story. Đây là liệu trình chăm sóc và phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần. Gói dịch vụ này là hành trình chăm sóc sức khỏe được tư vấn và thiết kế riêng dành cho mỗi khách hàng. Thực đơn trong ngày được thiết kế riêng, liệu trình trị liệu chăm sóc sức khỏe riêng, các buổi học yoga, các buổi chia sẻ và phương pháp chăm sóc sức khỏe, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm gần gũi thiên nhiên. Wellness Story là liệu trình giúp mỗi khách hàng có trải nghiệm bản thân về sự thay đổi tâm, trí, lực. Vâng, thưa bà, không biết thì đối với những cái liệu trình như thế, việc mà khách hàng mua những cái voucher như vậy á, thì nếu như mà không sử dụng được hoặc là chưa sử dụng á, thì cái thời hạn mình có được nới ra hay là như thế nào không? Cảm ơn câu hỏi của anh. Khu nghỉ dưỡng Lalian Ninh Vân Bay luôn có những cái chính sách linh động trong việc hỗ trợ khách hàng, và chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong việc gia hạn thời hạn sử dụng voucher nếu như tình hình thị trường có cần có nhiều sự thay đổi, và mục đích là bảo đảm những dịch vụ tốt nhất cung cấp được khách hàng đến khách hàng của Lalia Ninh Vân Bay ạ. Vâng, không biết thì Lalia Ninh Vân Bay đã có những cái kế hoạch gì trong những tháng còn lại của năm 2021 và chiến lược của năm 2022? Các hạn chế kéo theo từ COVID-19 đã làm ngành dịch vụ và du lịch phải thay đổi. Thương mại điện tử, chuyển đổi số, linh hoạt thanh khoản là những khái niệm được nhắc đến liên tục trong thời gian qua. Lalia Ninh Vân Bay sẽ áp dụng những công cụ hữu ích này trong kế hoạch hoạt động trong các quý còn lại của năm 2021 và chiến lược của năm 2022. Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục theo đuổi những xu hướng mới đang định hình ngành dịch vụ du lịch. Thứ nhất, quan tâm về sức khỏe và sự an toàn của khách hàng và cộng đồng. Thứ hai, ưu tiên triển khai và ứng dụng các hệ thống và công cụ kỹ thuật số nhằm thu nhập thông tin chính xác hơn về khách hàng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường. Thứ ba, chúng tôi tạo tính bền vững với môi trường sống dành cho khách hàng và nhân viên khu nghỉ. Thứ tư, đó là cách thức cung ứng dịch vụ. Ví dụ như các biện pháp giãn cách, nguyên tắc an toàn vệ sinh, thực đơn sẽ được tinh hóa, và đặc biệt chiến lược truyền thông đồng cảm với khách hàng. Vâng, thưa bà, để đảm bảo cái việc phòng chống dịch COVID-19 thì không biết là Lalia Ninh Vân Bay đã, đang và sẽ áp dụng những cái biện pháp gì để tạo sự an tâm cho khách lưu trú? Chúng tôi luôn đề cao sự an toàn và sức khỏe của quý khách và nhân viên, và khu nghỉ cam kết cung cấp một nơi nghỉ dưỡng an toàn cả về thể chất và tinh thần trong suốt thời gian khách lưu trú nghỉ dưỡng tại Lalia Ninh Vân Bay. Những tiêu chuẩn mới của chúng tôi trong quá trình bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa sự lây lan của virus, như chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo lời khuyên và hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC và các cơ quan y tế tại địa phương. Chúng tôi đã áp dụng và tăng cường hơn nữa các yêu cầu cao về vệ sinh, khử trùng và làm sạch với một số bước bổ sung và các quy trình nghiêm ngặt. Như thứ nhất, tại các không gian sinh hoạt chung, chúng tôi thường xuyên vệ sinh các bề mặt có tỷ lệ tiếp xúc nhiều, các khu vực chung có mật độ tương tác cao như lễ tân, sảnh đón khách, nhà hàng, các khu vực liên quan, dịch vụ khách hàng, phòng vệ sinh, cửa hàng lưu niệm, khu vực spa. Thứ hai là về thực phẩm và thức uống. Khu nghỉ đang và sẽ áp dụng các biện pháp giao hàng nghiêm ngặt, nâng cao quy trình đào tạo, các tiêu chuẩn xử lý thực phẩm, hướng dẫn vệ sinh cũng như các quy trình phục vụ theo tiêu chuẩn tại nhà hàng hoặc các khu vực tổ chức tiệc riêng cho khách. Thứ ba là khu vực biệt thự và khu nghỉ dưỡng. Tại khu nghỉ dưỡng,
thì chúng tôi tăng cường hơn nữa sự quản lý quy trình dọn dẹp, dịch vụ làm phòng hàng ngày trong suốt thời gian khách lưu trú và ngay cả khi khách trả phòng, và các quy trình vệ sinh nghiêm ngặt xung quanh việc xử lý đồ của khách và giặt là. Và thứ tư là phòng spa và tại phòng tập gym thì thường xuyên làm sạch và vệ sinh phòng trị liệu, các cơ sở vật chất và tất cả các thiết bị giữa mỗi lần khách sử dụng, giảm hoặc loại bỏ các vật dụng có mật độ tương tác cao và làm sạch sâu thêm trên tất cả các bề mặt cũng như quy trình nâng cao xung quanh xử lý đồ giặt. Một số điểm cần lưu ý là khu nghỉ dưỡng sẽ tuân thủ theo giới hạn lưu trú do cơ quan y tế địa phương và quốc gia quy định. Thứ hai là giãn cách xã hội sẽ được thực hiện trong tất cả các khu vực của khu nghỉ và trong quá trình di chuyển của khách từ trung tâm đến khu nghỉ. Thứ ba là khách sẽ được kiểm tra nhiệt độ thường xuyên khi khách đến, cũng như giảm bớt các tương tác không cần thiết khi nhận phòng, giảm tối đa các hình thức thanh toán bằng tiền mặt và thường xuyên vệ sinh chìa khóa. Thứ tư là nhân viên khu nghỉ sẽ luôn được đeo khẩu trang trong quá trình phục vụ và luôn có sẵn khẩu trang cho khách khi cần. Và thứ năm là dung dịch sát khuẩn sẽ được phân bổ đồng đều trên khắp các khu vực trong khu nghỉ. Quý khách tại khu nghỉ sẽ hỗ trợ chúng tôi bằng cách là vệ sinh tay thường xuyên, duy trì khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, hạn chế chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Và thứ năm là che mũi và miệng bằng khuỷu tay cong hoặc khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi. Vâng, thưa bà, thì không biết là những cái biện pháp như thế thì Ninvanbay mình sẽ duy trì cho tới thời điểm nào hay là chỉ thời điểm hiện nay thôi ạ? Chúng tôi đã bắt đầu áp dụng các biện pháp giữ vệ sinh này từ đầu năm 2020 khi mà dịch COVID bắt đầu khởi phát và tới thời điểm này, và cũng như là kéo dài. Chúng tôi đây là những cái biện pháp rất là cần thiết. Ngay cả khi mà dịch COVID có tạm lắng thì chúng tôi vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp an toàn để bảo đảm cái sự an toàn cho khách lưu trú và cũng như là nhân viên của khu nghỉ ạ. Về cái chiến lược kinh doanh trong những tháng cuối năm 2021 và năm 2022 sắp tới thì không biết là mình đã có những cái chính sách ưu đãi nào, giảm giá hay là để kích cầu như thế nào không thưa bà? Tôi thường xuyên và luôn có những cái gói nghỉ dưỡng trọn gói dành cho khách lưu trú tại Lalia Ninh Vân Bay với dịch vụ tặng thêm, ví dụ như voucher ẩm thực lên 2 triệu đồng và đồng thời là các hoạt động miễn phí như du ngoạn vịnh Ninh Vân bằng thuyền gỗ, thả đèn hoa đăng hay là liệu trình massage chân. Và đồng thời là luôn luôn khách lưu trú tại Lalia Ninh Vân Bay sẽ có 18 hoạt động trải nghiệm miễn phí tại khu nghỉ. Như đã trình bày thì chúng tôi sẽ đưa đến chương trình Wellness Story. Đây là liệu trình chăm sóc và phục hồi sức khỏe về thể chất và tinh thần. Đây là liệu trình giúp mỗi khách hàng có trải nghiệm bản thân về sự thay đổi về thể lực và tinh thần để khách hàng được có một cái có sự được tư vấn riêng và thiết kế riêng dành cho việc chăm sóc cũng như là tự chăm sóc sức khỏe, thể lực và tinh thần sau kỳ nghỉ của mình. Xin cảm ơn bà đã có những cái chia sẻ trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Chúc bà và gia đình dồi dào sức khỏe. Chúc cho Lalia Ninh Vân Bay ngày càng phát triển. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý độc giả đã theo dõi chương trình chat với doanh nhân du lịch thuộc chương trình Họ Sống Thế Nào Trong Đại Dịch ngày hôm nay. Quý vị đón xem những buổi trò chuyện sau của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.